nhẹ nhàng và truyền cảm. Đó là những gì khán giả cảm nhận được từ giọng hát và phong cách của bạn Bùi Minh Hoàng. Với sự thể hiện xuất sắc ca khúc Chuyện Mưa ở vòng 1, Minh Hoàng đã một lần nữa giành được cơ hội tỏa sáng trên sân khấu của Am Got Talent. Chúng ta cùng một nổ một tràng pháo tay cho Minh Hoàng với ca khúc Chuyện Tình. Chậm qua mưa hồng ngóng rơi bóng em trốn thủ tiếng em cười mong manh vậy thôi. Ngày nắng về trên lối xưa phố yêu anh chờ chuyện tình yêu ngỡ như không cách xa bao giờ. Ngày gió tàn theo nỗi thương nhớ mưa rơi cứ rơi hoài cho lòng ai buồn. Trời xa cách xa mây ngàn, anh lang thang những ký ức của ngày hôm qua. Hẹn hò mãi. Để anh cứ ngóng trông cõi này, chuyện là thế sao anh lại không bởi yêu em mà thôi. Sao em không về với anh? Ở nơi ấy anh đang nghĩ gì? Có nhớ anh hay em đã quên? Anh bối rối. Hẹn hò mãi sao em vẫn ở bên ấy? Để anh cứ ngóng trông cõi này. Chuyện là thế sao em lại khác bởi yêu em mà thôi. Bay về xa mãi kia, dòng sông cứ trôi về nơi xa vời vời, trôi mãi để rồi xa mãi. Đã biết em như mây nhận nhớ vẫn yêu như ngày xưa. Đã biết em như sông chảy xuôi vẫn thương thương vậy thôi. Đã biết em như mây nhận nhớ vẫn yêu như ngày xưa. Đã biết em như mông chảy xuôi vẫn thương thương vậy thôi. Em như mây nhận nhớ vẫn yêu như ngày
em như sông chảy xuôi vẫn thương thương vậy thôi. Đã biết em như mây nhận nhớ vẫn yêu như ngày xưa. Đã biết em như sông chảy xuôi vẫn thương thương vậy thôi và thương vậy thôi. Cảm thấy như là em rất giống một ai đấy, rất là quen. Em không nghĩ thế ạ. Chị cũng hơi ngờ ngợ từ cái vòng tập rồi. Và chị cảm thấy rất là vui vì những cái gì mà chị bảo với em thì em làm rất là tốt. Mặc dù có một số chỗ như là em tự ý phá cách ý. Ví dụ như là cái phần mà em hét lên, em hú lên. Chị cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút, nhưng có lẽ vì bài hát này có nhiều người thể hiện rồi mà chị cả nghĩ là em muốn có một cái gì đấy khác để nó không bị trùng lặp. Thế là chị cũng đánh giá cao về phần trình bày của em. Cảm ơn chị ạ. Anh thì anh thấy thế này. Bạn chị Ninh thì góp ý là em hú lên, nhưng mà anh nghĩ là cái đoạn đấy em sẽ đang câu fan của em đúng không? Đang câu fan ở dưới khán giả để hú lên là khán giả hú theo đúng không? Đây là sự kết hợp rất ăn ý giữa nghệ sĩ với lại khán giả, chị Ninh ạ. Anh xin chia sẻ thêm một chút đó là khi anh nhận xét thì ở dưới kia khán giả chỉ có hú với hú thôi, không thích nghe được như em đâu. Còn đâu em khi em hát thì ở dưới kia khán giả đã toàn có hú và hét lên thôi. Như vậy là em đã làm được một cái không khí sân khấu rất là ấn tượng, và các bạn cũng đã chia sẻ và lắng nghe cái tiết mục của em. Anh chỉ xin góp ý một chút nữa, đó là khi mà các bạn hát với guitar như này, nó là một cái rất là khó khi mà kết hợp trên sân khấu. Nếu mà các bạn không kết hợp tốt, không có cái tinh thần tốt, thì cái tiết mục đấy sẽ rất dễ bị rời rạc. Bởi vì cái tiết tấu rhythm của guitar với lại người hát mà không hòa quyện với nhau thì nó sẽ rời rạc ngay. Hai bạn sẽ đi hai đường khác nhau. Các bạn phải làm sao để khán giả người ta nghe từ đầu đến cuối, người ta cảm nhận cái tiết mục này nó hay và nó ấn tượng, nó tạo ra một cái hòa quyện giữa hai người với nhau, thì cái tiết mục nó sẽ hay rất nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Chưa. Anh nghĩ là em nên để mái tóc dài một chút. Chắc là em có Facebook page không? Của Trang chưa? về lập với nhá để anh like nhá. Không, thật sự nói nghiêm túc thì bố anh Tuấn chưa thể so được với em. Nói nghiêm túc chưa so được. Bởi vì nhất là giọng hát rất hay, cái cá tính của em trên sân khấu, cái việc em dám hát rất mộc, những đoạn đầu em hát rất mộc, em không cần đàn, phần đàn anh sẽ nhận xét sau nhé. Nhưng mà cái phần hát của em ấy thì giọng của em rất là tốt, giọng tốt, và em có cái gọi là
cái sự lan tỏa trong cái giọng hát của mình, và em hát mộc như thế là rất là khó. Thế nhưng mà anh lại thấy có một cái hay nữa là cái lúc cái tiếng hú của em, chị Linh ở đây không thích tiếng hú đấy nhưng mà anh lại thích. Nó là một cái phong cách cực kỳ đặc biệt đúng không? Nó cảm thấy cho anh thấy cái sự tự tin của em. Nếu mà em đi thuyết phục một cô gái mà em làm như thế, đảm bảo ăn chắc chắn luôn. Em không quan tâm đến người ta nghĩ gì cả, đấy là cái phong cách của em. Em làm cái mà mình thích và chính cái đấy sẽ làm cho người khán giả cảm thấy bị thuyết phục. Sau khi em thể hiện một phần hay như thế đấy, em lại cho thêm một cái đấy mà người ta nghĩ ôi đây chán quá. Nhưng mà thực ra cái đấy mới là cái làm nên cái tính cách của em trên sân khấu. Em rất tự tin và cái đấy là một cái cực kỳ quan trọng cho một cái nghệ sĩ sau này, nếu mà em theo con đường này. Bây giờ nhận xét tiêu cực một chút thì sang đến cái phần đàn. Bài này là bài rất 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 là quan trọng. Thứ nhất giọng hát của em quan trọng rồi, nhưng cái phần đàn là rất quan trọng. Anh biết là cái việc em không lên được tiếng là do một phần kỹ thuật. Thế nhưng mà khi mà cái bài này nó tôn vinh cây đàn cũng rất là khá. Những cái đoạn mà tiết tấu các thứ, nếu mà em có thể làm bật cây đàn lên và hai người hòa quyện với nhau mà tốt hơn nữa thì cái bài này có thể trở thành một bản thu được. Chúc mừng hai em. Cảm ơn em.